Xin chào tất cả các anh chị, nhà em đang lên đồ để bàn giao cái con Java Velo Spa này cho khách hàng anh chị ạ. Thì con này rất là đẹp nhá, màu này màu đỏ đen rất đẹp nha. Bây giờ em đi quay thử một cái trớn cho anh chị xem nhá. Em quay ha. Trớn cực anh chị ạ. Con này có giá là 8.850.000 các anh chị nhé. Cái dòng này là dòng Java Velo, dòng touring tay ngang, cấu hình thì phải nói là rất là ổn. Nó kết hợp giữa dòng touring với road luôn, thì nó mang lại cho mình nhiều cái trải nghiệm khi mà mình sử dụng hơn các anh chị nhé. Đầu tiên chúng ta thể nói đến cái phần khung nhôm này nè. Khung nhôm này thì có, em đang qua đây là màu đỏ, có 3 màu, màu đỏ, màu đen và màu xám titan. Thì anh chị nào cần hình ảnh thì cứ liên hệ với lại bên số hotline thì, hoặc là bên cái nhà Tâm Đức thì người ta gửi cho các anh chị nhé. Còn ghế đồng của nó là ghế đồng tay ngang, không có dài không có ngắn. Đấy, mình đi thì gọi là cái mức độ phù hợp cho mình là cao nhất rồi đấy. Rồi cái tay đề sang số của nó, tay đề sang số là của Shimano các anh chị nhé. Đấy, tay thắng thì thắng đĩa phía trước và phía sau, bóp thì rất là nhẹ nhàng anh chị ha. Bánh thì đây, bánh thì là bánh của DK. DK Captiva, cái này chuyên Java là thương hiệu của Ý, còn DK là cái thương hiệu mà chuyên gia công hàng cho Java thì nó rất là nổi tiếng từ lâu từ xưa tới giờ rồi. Đấy, phanh thì phanh đĩa phía trước phía sau nè, em bóp thử nè. Đó. Anh chị ha. Đấy. Rất là trơn tru mượt mà. Rồi trớn thì cực kỳ ok các anh chị nhá. Nó có 3 màu. Nhưng mà cái điều hay nhất ở đây là em thấy cái phân khúc giá nó rất là hay. Chỉ có 8.850.000 đồng. Nhưng mà nó lại là sử dụng cái cùi đề sang số phía sau của Claris, giống như dòng Sirot vậy đó các anh chị. Đấy, clip của nó rất là nhỏ nha. Đấy, clip của nó rất là nhỏ. Cái dòng này của Claris sử dụng tay cái gọi là cái cùi đề sang số trước của Claris. Đấy, giò dĩa của DK rất là hay các anh chị nhé. 8.850.000 đồng thì em thấy rất là hay đấy chứ, đáng đồng tiền bát gạo. Thì cái này lúc tụi em ráp ra cũng khá là bất ngờ về cấu hình này. Đấy, anh chị nha. Rồi, em xin tóm tắt sơ bộ như vậy các anh chị nhé. Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này. Và hẹn gặp lại các anh chị những cái video phía sau các anh chị nha. Xin lỗi, cái cùi đề Claris là 2x8 anh chị nhé, tức là 16 tốc độ ha. Và bây giờ em xin phép tạm dừng cái video tại đây các anh chị nhé. Giá của con này là 8.850.000 đồng. Xin chào tất cả các anh chị ạ.